Sau khi vần nhau đến rác mặt từ các vấn đề như Biển Đông, Afghanistan cho đến các điều tra hoạt động thương mại, tính nợ cũ theo cam kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, áp thuế bổ sung, thì mới đây, Trung Quốc lại có động thái bất ngờ khi kêu gọi Mỹ phải chung sống thay vì xung đột. Cùng lúc, Trung Quốc lên án Mỹ, Canada, Úc vi phạm nhân quyền đối với người bản địa. Một động thái có thể khiến Bắc Kinh tức giận. Mới đây, đại diện của EU lên tiếng cho rằng Đài Loan là đối tác kinh tế quan trọng. Thêm một con số biết nói, đó là 42,2% người dân Mỹ tin rằng cần bảo vệ Đài Loan nếu chiến tranh nổ ra. Tại Trung Quốc, tập đoàn Evergrande thông báo sẽ bán 1,5 tỷ đô la Mỹ cổ phần ở một ngân hàng để trả nợ. Nga khởi động một vụ án mới chống lại chính trị gia đối lập Alexei Navalny. WHO xin lỗi vì bê bối lạm dụng phụ nữ ở Congo. Air France KLM nhận bàn giao 60 máy bay Airbus A220-300 đầu tiên. Sa mạc khô cằn nhất thế giới bỗng nở hoa. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin chào quý vị và quý vị thân mến. Mở đầu sẽ là một thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Mới đây, đặc phái viên của Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương cho biết rằng hai nước nên tìm ra điểm chung, tránh đi vào con đường thù địch trong bối cảnh căng thẳng vẫn đang gia tăng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Phát biểu tại một buổi tọa đàm trực tuyến do Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, ông Tần Cương tổ chức để kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đặc phái viên của Trung Quốc tại Mỹ đã ca ngợi những gì mà Trung Quốc đóng góp cho thế giới, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy quan hệ thương mại, chống lại COVID-19 và biến đổi khí hậu. Ông Tần Cương đảm nhiệm chức vụ này từ tháng 7 năm nay. Ngay sau khi nhậm chức, ông đã đưa ra lời kêu gọi hai nước Mỹ-Trung cùng vượt qua những khác biệt vì lợi ích của chính mình và cho cả cộng đồng quốc tế. Cụ thể, trong cuộc tọa đàm, ông Tần phát biểu, thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ. Cho dù Trung Quốc và Mỹ, hai quốc gia lớn về bề dày lịch sử, văn hóa và sự phát triển khác nhau, dù cho cả hai nước chọn chung sống hòa bình hay xung đột và đối đầu, hợp tác cùng có lợi hay không, thì tất cả những điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của người dân hai nước, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích chung cho cả thế giới. Nhận xét của ông Tần phù hợp với những phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào đầu tháng này. Trong một diễn biến khác, Trung Quốc cùng với ba quốc gia khác mới đây cũng đã cùng lên án các tội ác của Mỹ, Canada và Úc đối với người dân bản địa. Có đó kêu gọi chính phủ của các nước này có những biện pháp cấp thiết để cải thiện tình hình. Trong khuôn khổ phiên họp thường kỳ lần thứ 48 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc UNSRC tại Geneva, Thụy Sĩ, phái đoàn thường trực của bốn nước bao gồm Trung Quốc, Belarus, Triều Tiên và Venezuela đã tổ chức một hội nghị trực tuyến về vấn đề Mỹ, Canada và Úc đã vi phạm nhân quyền của người bản địa như thế nào. Tham gia cuộc họp này còn có đại diện từ các bộ lạc bản địa tại Canada và Úc, những người đã tiết lộ tội ác nghiêm trọng mà đất nước của họ gây ra. Phát biểu trong hội nghị, ông Giang Chuẩn, trưởng phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Geneva nêu rõ, Mỹ, Canada và Úc đã phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người bằng cách thực hiện có hệ thống các cuộc thanh trừng sắc tộc và văn hóa đối với người dân bản địa trong suốt chiều dài lịch sử. Ông Giang cho biết những luật và chính sách phân biệt đối xử người bản xứ hiện vẫn còn được áp dụng ở ba quốc gia này. Trung Quốc mô tả cuộc sống của họ là một hố đen nhân quyền khi không được cải thiện trong một thời gian dài. Trong khi đó, các đại diện và quan chức ngoại giao cấp cao từ Nga, Trung Quốc, Venezuela, Belarus cùng nhiều quốc gia khác nói rằng Mỹ, Canada và Úc luôn tự nhận mình là những người tiên phong về nhân quyền, thế nhưng tình hình nhân quyền ở chính đất nước họ đang đầy rẫy những vấn đề. Liên quan đến Đài Loan, theo Cơ quan Hành động Đối ngoại Châu Âu EEAS, trong cuộc đối thoại chiến lược EU-Trung Quốc lần thứ 11 được tổ chức vào thứ Ba vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell, người đại diện cấp cao của EU về các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh, đã trao đổi ý kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị về các chủ đề khác nhau, bao gồm Đài Loan. Theo đó, thì ông Borrell cho rằng EU coi Đài Loan là một đối tác kinh tế quan trọng, mặc dù khối này không có kế hoạch công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao. Trong cuộc đối thoại chiến lược EU-Trung Quốc lần thứ 11 được tổ chức vào thứ Ba vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell nhấn mạnh rằng các nước thành viên Liên minh châu Âu đều có lợi nếu hợp tác với Đài Loan. Theo ông thì hòn đảo là một đối tác kinh tế quan trọng và có cùng chí hướng. Tuy nhiên, ông cho biết EU sẽ không công nhận tư cách nhà nước của hòn đảo phù hợp với chính sách một Trung Quốc mà khối đang tuân theo.
Ngoài Đài Loan, các vấn đề về quan hệ EU-Trung Quốc, tình hình ở Afghanistan, Myanmar và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng được đưa ra bàn luận trong cuộc đối thoại lần này. Ngoài ra, các bên tham gia cũng bàn luận về các vấn đề quốc tế như biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19. Các bên cũng trao đổi về nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông. Bất chấp những bất đồng giữa EU và Trung Quốc, ông Borrell hy vọng cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức trong vòng 3 tháng tới. Đại diện cấp cao của EU cho biết khối vẫn nên duy trì cam kết sâu rộng với Trung Quốc trong một số lĩnh vực chính. Theo CNA, tổ chức phi lợi nhuận Eurasia Group Foundation đã tổ chức một cuộc thăm dò từ thứ Sáu 27 tháng 8 đến thứ Tư ngày 1 tháng 9, trùng với đợt rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan. Và kết quả cho thấy thì có đến 42,2% người Mỹ tin rằng nếu Đài Loan bị tấn công, quân đội Mỹ nên bảo vệ hòn đảo này. Tổ chức phi lợi nhuận Eurasia Group Foundation mới đây đã tổ chức một cuộc khảo sát, trong đó có đến 42,2% người Mỹ tin rằng quân đội nước này nên bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo bị tấn công. Khảo sát cũng bao gồm các câu hỏi về chính sách đối ngoại rộng lớn hơn của Mỹ. Hầu hết những người tham gia muốn Mỹ sử dụng ngoại giao để giải quyết các tranh chấp quốc tế, trong khi hơn một nửa số người tham gia khảo sát cho biết họ hy vọng sẽ thấy việc triển khai quân đội Mỹ ở nước ngoài phải giảm xuống. Theo ông Mark Hanna, nhà nghiên cứu cấp cao của tổ chức này, thì số lượng người Mỹ cảm thấy chính sách đối ngoại phải tập trung vào việc xây dựng nền dân chủ trong nước thay vì ở nước ngoài đã tăng lên đáng kể trong 2 năm qua. Ông Mark nói thêm, chúng tôi đã thu thập dữ liệu vào khoảng thời gian khi Mỹ đang di tản khỏi Afghanistan, cùng những thất bại trong quá trình xây dựng quốc gia, thúc đẩy dân chủ thông qua phương tiện quân sự. Điều đó có thể giải thích cho việc người Mỹ mong muốn thực hiện thúc đẩy dân chủ ở chính đất nước mình hơn. Mới đây, người đứng đầu cơ quan kinh tế Đài Loan, bà Wang Meihua cho biết rằng chính quyền hòn đảo đang theo dõi chặt chẽ tình hình thiếu điện trên diện rộng của Trung Quốc vì cho rằng nó có khả năng sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp Đài Loan. Hiện nay, có hơn 30 công ty niêm yết tại sàn chứng khoán Đài Loan có hoạt động tại Trung Quốc đã tạm đóng cửa để tuân thủ quy định giới hạn sử dụng điện. Mới đây, nhà lập pháp Đài Loan Tsai Ing-wen thuộc đảng Dân Tiến DPP đã chỉ ra rằng các công ty công nghệ Đài Loan đã phải tạm ngừng hoạt động do sự cố mất điện ở Trung Quốc, bao gồm Yumi Micron, EMC, Sunan Electric Industrial, Concraft Holding và Eason. Theo Business Next, nhà cung cấp chủ chốt của Apple là Foxconn đã phải đóng cửa các nhà máy ở Côn Sơn, tỉnh Giang Tô do sự cố này. Tuy nhiên, đây không phải là cơ sở sản xuất lớn nhất ở Trung Quốc. Ngược lại, một nhà sản xuất khác của Apple là Pegatron cho biết việc sản xuất điện thoại thông minh chủ yếu dựa vào năng lượng xanh, do đó họ không cảm thấy việc kinh doanh bị ảnh hưởng gì. Việc thiếu điện đã ảnh hưởng đến hơn 10 tỉnh ở Trung Quốc, bao gồm Giang Tô, Chiết Giang và Quảng Đông, làm ảnh hưởng đến các lĩnh vực từ công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và kể cả điện mặt trời. Vừa qua, tập đoàn Evergrande của Trung Quốc cho biết sẽ bán hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ cổ phần mà họ sở hữu tại ngân hàng Shenzhen Bank cho một doanh nghiệp nhà nước, và tất cả số tiền thu được từ việc bán cổ phần này sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ tài chính của tập đoàn tại ngân hàng Shenzhen có trụ sở tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Shenzhen Bank là một trong những ngân hàng cho vay nhiều nhất đối với Evergrande. Ngân hàng này đưa ra yêu cầu rằng toàn bộ số tiền thu về từ việc bán cổ phần này phải được sử dụng để giải quyết các nghĩa vụ tài chính của Evergrande đối với Shenzhen Bank. Yêu cầu này cho thấy Evergrande sẽ phải đặt các chủ nợ và nhà đầu tư trong nước lên trên chủ nợ trái phiếu nước ngoài trị giá 47,5 triệu đô la trong quá trình giải quyết các nghĩa vụ nợ. Thời hạn thanh toán đang được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ như một thử nghiệm lớn tiếp theo của nhà phát triển trên các thị trường đại chúng. Cổ phiếu của Evergrande đã tăng tới 15% vào thứ Tư. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vào ngày 28 tháng 9 đã ra một tuyên bố cam kết sẽ bảo vệ người tiêu dùng trên thị trường bất động sản, nhưng không đề cập đến Evergrande. Tuy nhiên, những động thái này đã giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Cổ phiếu Evergrande có lúc tăng tới 15% trong phiên giao dịch ngày 29 tháng 9 tại thị trường Hồng Kông. Theo Reuters, mới đây, Ủy ban điều tra của Nga tuyên bố về việc khởi động một vụ án hình sự mới chống lại nhân vật đối lập đang chịu án tù là ông Alexei Navalny và các đồng minh của ông. Vụ án hình sự mới chống lại ông Navalny là động thái gay gắt nhất của Tổng thống Putin, có thể cho phép nhà chức trách giam cầm ông Navalny thêm một thập kỷ nữa. Tại Nga, mới đây, các công tố viên nước này đã mở một cuộc điều tra hình sự mới chống lại nhà hoạt động chính trị đối lập Alexei Navalny. Điều này có thể khiến ông phải ở trong tù thêm một thập kỷ nữa. Ông bị cáo buộc tạo ra và lãnh đạo một nhóm cực đoan. Ông Navalny đã phải thụ án 2 năm rưỡi vì vi phạm lệnh ân xá. Các cường quốc phương Tây đã gọi đây là một vụ bắt giữ có động cơ chính trị. Chi tiết về các cáo buộc mới của ông Navalny được công bố trên trang web của Ủy ban điều tra của Nga. Trong đó có đoạn viết,
các hoạt động bất hợp pháp của nhóm cực đoan này nhằm làm mất uy tín của nhà nước và các chính sách do nhà nước đề ra, gây mất ổn định tình hình ở các khu vực, tạo ra tâm lý chống đối trong dân chúng và cố gắng hình thành dư luận về sự cần thiết của một cuộc thay đổi quyền lực bằng bạo lực. Vào tháng 6, một tòa án đã phán quyết rằng tổ chức chống tham nhũng của ông Navalny là một nhóm cực đoan. Vừa qua, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên tiếng xin lỗi sau khi các nhân viên tổ chức này bị phát hiện lạm dụng nhiều phụ nữ ở Congo trong thời gian vừa qua. Cụ thể là theo báo cáo cuối cùng của một cuộc điều tra độc lập, một số nhân viên địa phương và nước ngoài của WHO đã có những hành vi và bóc lột phụ nữ trong thời gian đến Congo để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh Ebola từ năm 2018 đến năm 2020. Theo báo cáo cuối cùng của một cuộc điều tra độc lập, có 83 nhân viên cứu trợ, trong đó có 21 người được WHO tuyển dụng, đã thực hiện các hành động bóc lột, bao gồm cả gạ gẫm, ép buộc quan hệ để đổi lấy công việc hoặc chấm dứt hợp đồng với các nạn nhân nếu họ từ chối trong thời gian một số nhân viên địa phương và nước ngoài của WHO đến Congo để ngăn chặn dịch Ebola từ năm 2018 đến năm 2020. Sau cuộc phỏng vấn với 75 đối tượng từ 13 đến 43 tuổi, cuộc điều tra còn phát hiện 29 phụ nữ bị cưỡng hiếp đã mang thai, trong đó có một bé gái 13 tuổi. Báo cáo cho biết, ban lãnh đạo WHO đã biết về sự việc này sớm hơn 6 tuần so với tuyên bố ban đầu, nhưng do họ chỉ tập trung chủ yếu vào công tác dập dịch Ebola, nên không có sự chuẩn bị để đối phó rủi ro và sự cố của việc bóc lột và lạm dụng phụ nữ. Sau đó, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc của WHO, đã lên tiếng xin lỗi và nói rằng ông lấy làm tiếc về những gì mà nạn nhân phải chịu đựng. Bộ An ninh Nội địa Mỹ mới đây cũng đã từ chối hạ cánh của một máy bay chở hơn 100 khách Mỹ và những người có thẻ xanh Mỹ đã sơ tán khỏi Afghanistan. Tại Mỹ, mới đây ông Brian Stein, người sáng lập nhóm phi lợi nhuận Project Dynamo, nói rằng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới CBP của Bộ An ninh và Nội địa Mỹ DHS không cho phép một chuyến bay thuê bao quốc tế nhập cảnh Mỹ. Ông Stein nói với Reuters khi có mặt trên chiếc máy bay mà tổ chức của ông thuê của Cam Air, một hãng hàng không tư nhân của Afghanistan, rằng ông đã ngồi chờ 14 giờ đồng hồ tại sân bay Abu Dhabi sau khi bay từ Kabul đến với 117 người, trong đó có 59 trẻ em. Theo một nguồn tin thân cận, chính phủ Mỹ thường phải có thời gian để xác minh bản kê khai của các máy bay thuê bao trước khi cho phép chúng hạ cánh xuống Mỹ. Trong chiến dịch sơ tán của Mỹ vào tháng trước, ưu tiên hàng đầu của chính quyền Mỹ là cho những người Mỹ và những người có thẻ xanh còn kẹt lại ở Afghanistan về nước. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết hiện có khoảng 100 công dân Mỹ và thường trú nhân hợp pháp đang sẵn sàng rời khỏi Afghanistan. Hôm thứ Ba ngày 28 tháng 9 vừa qua, Thượng viện Mỹ một lần nữa thất bại trong việc thông qua một dự luật cho phép đình chỉ mức trần nợ và ngăn chính phủ đóng cửa vào ngày 1 tháng 10 khi các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tiếp tục bác bỏ dự luật này. Các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ tiếp tục chặn nỗ lực nâng trần nợ liên bang trong ngày thứ Hai. Điều này đã đẩy các nghị sĩ đảng Dân Chủ và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tình thế khó khăn hơn để giữ chính phủ không phải bị đóng cửa vào cuối tuần này. Trong cuộc họp, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell tiếp tục cho rằng đảng Dân Chủ phải có trách nhiệm tự nâng giới hạn vay mà không có sự hỗ trợ của GOP. Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân Chủ nhấn mạnh khoản nợ 5.000 tỷ đô la Mỹ của quốc gia có từ khi cựu Tổng thống Donald Trump còn tại vị. Như vậy, các nhà lập pháp Mỹ không còn nhiều thời gian khi mà ngân sách dành cho chính phủ liên bang dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 theo giờ địa phương. Nếu không có ngân sách mới, hàng trăm ngàn nhân viên liên bang sẽ có nguy cơ thất nghiệp. Việc chính phủ đóng cửa hoặc vỡ nợ được đánh giá là một đòn giáng mạnh đối với đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử quốc hội Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào năm tới. Hôm thứ Tư ngày 29 tháng 9, Air France KLM đã nhận 60 máy bay phản lực Airbus A220-300 đầu tiên để hiện đại hóa đội bay một lối đi của tập đoàn. Lô máy bay này sẽ đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10, bắt đầu với các chuyến bay đến các thành phố như là Berlin và Madrid. Air France KLM đặt mục tiêu trong những tháng tới sẽ mua thêm ít nhất là 80 máy bay phản lực hạng trung phục vụ cho thị trường Hà Lan và các công ty còn khác. Đầu năm nay, hãng hàng không Air France của Pháp và Hà Lan đã khởi động một cuộc đấu thầu để đổi mới và mở rộng đội bay Boeing 737 tại sân bay KLM, đồng thời tăng cường các hoạt động của Pháp và Hà Lan tại Transavia. Giám đốc điều hành Air France, ông Ben Smith cho biết, thỏa thuận này có thể liên quan đến việc mua 80 chiếc máy bay mới. Các nhà phân tích cho rằng đây là sự hợp tác lâu dài của Boeing và KLM. Tuy nhiên, ông Smith nhấn mạnh, tập đoàn này đang đàm phán với cả hãng sản xuất máy bay của Mỹ và đối thủ Airbus của châu Âu.
Ông cho biết họ đang đàm phán song song với các nhà sản xuất động cơ CFM và Pratt & Whitney. Bà Ann Riegel, giám đốc điều hành của Air France cho biết hãng hàng không này đang bắt đầu chứng kiến sự phục hồi trong hoạt động kinh doanh trên các tuyến nội địa. Tuy nhiên, doanh thu trong mảng du lịch cao cấp vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức trước khủng hoảng. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, với 75 phiếu thuận, 68 phiếu chống và 2 phiếu trắng, Hạ viện Chile cũng đã thông qua kế hoạch thảo luận về dự luật nới lỏng các quy tắc phá thai. Trước đó, bất chấp sự phản đối từ chính phủ, dự luật vẫn phải đối mặt với một quá trình tranh luận kéo dài trước khi nó có thể trở thành luật. Vào năm 2017, Chile đã hợp pháp hóa việc phá thai cho phụ nữ trong điều kiện tính mạng của họ bị nguy hiểm, thai nhi không thể sống được hoặc là khi mang thai do bị cưỡng hiếp. Dự luật hiện sẽ phải được Ủy ban về Phụ nữ và Bình đẳng giới của cơ quan lập pháp xem xét và sau đó thì được biểu quyết tại Hạ viện trước khi chuyển lên Thượng viện. Một số quốc gia lân cận của Chile cũng đã thực hiện các bước để loại bỏ việc phá thai. Trong đó thì có Argentina và Mexico. Các quốc gia này đều ra phán quyết rằng việc phạt phá thai là vi hiến. Giới chức Đan Mạch hôm thứ Ba 28 tháng 9 cho biết nước này sẽ gia hạn lệnh cấm nuôi chồn hương thêm một năm nữa. Điều này có nghĩa là lệnh cấm nuôi chồn hương tại Đan Mạch sẽ có hiệu lực kéo dài đến năm 2023. Theo truyền thông địa phương, việc gia hạn lệnh cấm nuôi chồn hương đã nhận được đa số sự tán thành của Quốc hội. Sau khi xem xét các dữ liệu đánh giá hồi tháng 6 từ Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Đan Mạch, các nhà lập pháp nhận thấy rằng việc cho phép nuôi chồn hương ở Đan Mạch sau năm nay có thể vẫn gây ra rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để lệnh cấm có hiệu lực thêm một năm nữa thì phải cần có sự phê chuẩn từ Quốc hội. Trong bài đăng trên mạng xã hội Twitter, ông Zinia Stump, lãnh đạo đảng Tự do Xã hội cho biết: "Chúng tôi sẽ quyết định về tương lai của việc chăn nuôi chồn hương vào mùa xuân năm tới dựa trên những đánh giá mức độ rủi ro sức khỏe cũng như khía cạnh đạo đức với động vật." Vợ chồng hoàng tử William mới đây cũng đã cùng với các thành viên hoàng gia Anh tham dự lễ ra mắt No Time to Die, bộ phim cuối cùng của nam diễn viên Daniel Craig trong vai chàng điệp viên 007. Vào ngày 28 tháng 9, theo giờ địa phương, các thành viên hoàng gia Anh gồm thái tử Charles cùng vợ Camilla, nữ công tước xứ Cornwall và vợ chồng công tước xứ Cambridge William Kate đã xuất hiện trên thảm đỏ của buổi ra mắt phim No Time to Die tại Royal Albert Hall ở London, Anh. Nam diễn viên Daniel Craig thủ vai James Bond huyền thoại đã khoác lên mình chiếc áo dạ nhung màu hồng bắt mắt khi xuất hiện ở sự kiện này. Buổi công chiếu còn có sự góp mặt của những diễn viên trong phim, bao gồm Rami Malek, Lashana Lynch, Liv Seydoux cùng nhiều người nổi tiếng khác như ca sĩ Billie Eilish và anh trai Finneas O'Connell, hay nhà vô địch giải quần vợt Mỹ mở rộng 2021 Jadu Kanu. No Time to Die là bộ phim James Bond thứ 325 kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay. Phim đã bị hoãn chiếu 3 lần so với thời điểm dự kiến ra rạp ban đầu là vào tháng 4 2020. No Time to Die do Universal Pictures và MGM sản xuất đánh dấu lần cuối cùng tài tử Daniel Craig vào vai James Bond. Một mật vụ Anh tài năng đầy xuất sắc, sau 15 năm nam diễn viên gắn bó với nhân vật này kể từ phim Casino Royale công chiếu vào năm 2006. Thưa quý vị, ngôi sao quyền Anh Manny Pacquiao mới đây cũng đã xác nhận rằng sẽ giã từ sự nghiệp của mình để có thể tập trung vào cuộc đấu lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình, đó chính là cuộc tranh cử tổng thống Philippines năm 2022. Theo hãng tin Reuters, vận động viên quyền Anh nổi tiếng của Philippines Manny Pacquiao đưa ra thông báo trêu găng trong một đoạn video dài 14 phút được đăng tải trên mạng xã hội Facebook hôm qua 29 tháng 9. Trong đoạn video, ông Pacquiao chia sẻ: "Tôi nghe thấy hồi chuông cuối cùng. Sự nghiệp thi đấu quyền Anh của tôi giờ đây đã kết thúc. Tôi chưa từng nghĩ ngày nay sẽ xảy ra. Thật khó để chấp nhận điều đó, nhưng hôm nay tôi xin phép được tuyên bố giải nghệ." Bên cạnh đó, ngôi sao quyền Anh người Philippines cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ cũng như gia đình vì đã đồng hành cùng ông trong những thời điểm khó khăn. Giới quan sát nhận định rằng đây được xem là một động thái nhằm mở đường cho chiến dịch tranh cử tổng thống Philippines của ông Pacquiao. Trước đó, cựu võ sĩ quyền Anh hôm 10 tháng 9 đã tuyên bố chấp nhận đề cử của đảng PDP-Laban cầm quyền và gia nhập cuộc đua chọn người lãnh đạo Philippines vào năm sau. Bắt đầu sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp từ năm 1995, ông Pacquiao được đánh giá là một trong những tay đấm xuất sắc nhất Philippines. Trong suốt hơn 25 năm thi đấu, ngôi sao quyền Anh 42 tuổi đã sở hữu một bảng thành tích đồ sộ với 12 danh hiệu quốc tế. Ông còn là võ sĩ quyền Anh duy nhất đến nay thắng giải vô địch thế giới ở 8 hạng cân khác nhau. Theo một thông báo trên trang web về bóng chày, đội tuyển bóng chày Cuba có thêm một trường hợp nữa rời khỏi đội tuyển trong bối cảnh quốc gia Cuba đang tham gia giải vô địch bóng chày thế giới U23 hiện đang diễn ra ở Mexico.
Vận động viên bóng chày thuần tay trái Yeniel Zayas, 23 tuổi, đã trở thành cầu thủ thứ 7 rời khỏi đội tuyển quốc gia Cuba trong thời gian gần đây. Quyết định này được anh Zayas đưa ra, được cho là để thực hiện ước mơ tham gia giải bóng chày nhà nghề ở Mỹ, như những gì mà anh từng tuyên bố. Đáng chú ý là sự ra đi của Zayas ngay trước khi đội tuyển bóng chày Cuba đang bước vào vòng quyết định để tranh vé đi tiếp giải vô địch bóng chày thế giới U23 với đội tuyển Cộng hòa Dominica. Tại giải đấu này, hiện đội tuyển Cuba đang có thành tích 3 trận thắng và 1 trận thua, với chỉ còn 17 cầu thủ. Trong một động thái sau đó, Cuba đã đổ lỗi cho chính phủ Mỹ về việc các động viên của họ liên tục đào ngũ. Liên đoàn thể thao Cuba nêu rõ trên tài khoản Twitter rằng sự hủy bỏ thỏa thuận giữa Liên đoàn Cuba và Major League Baseball MLB đã thúc đẩy các thương vụ mua bán cầu thủ mang tính chất chính trị. Trước đó, sau 3 năm đàm phán, MLB và Liên đoàn thể thao Cuba đã ký một thỏa thuận vào tháng 12 năm 2018, qua đó cho phép những vận động viên Cuba được ký hợp đồng hợp pháp để chơi cho các đội của Mỹ. Thế nhưng chính quyền Mỹ thuộc cựu Tổng thống Donald Trump đã chặn thỏa thuận này vào tháng 4 năm 2019 vì cho rằng Liên đoàn thể thao Cuba là một phần của chính phủ mà Washington đang áp dụng lệnh cấm vận tài chính và thương mại. Theo số liệu chính thức, khoảng 400 cầu thủ Cuba đã đào tẩu kể từ năm 2014 để đến chơi cho các đội ở nhiều quốc gia khác nhau. Thưa quý vị, được mệnh danh là địa điểm khô cằn nhất trên thế giới, sa mạc Atacama của Chile mới đây đã được bao phủ bởi hàng ngàn bông hoa nở rộ, trở thành một thảm hoa rực rỡ và kỳ diệu đến khó tin. Nằm ở phía bắc Chile và một phần nhỏ ở phía nam Peru, hoang mạc Atacama nằm giữa Thái Bình Dương và dãy núi Andes, cách chỉ tuyến nam 960 km. Cứ định kỳ khoảng 5 đến 7 năm một lần, nơi khô cằn nhất thế giới lại chuyển mình chỉ sau một đêm mưa, từ vùng đất trống trải trở thành một thảm hoa màu tím. Một bức tranh nửa mộng nửa thật, bởi vì chỉ mới trước đó cả Atacama chỉ toàn là đất đá cằn cỗi. Dù đồng loạt nở rộ nhưng hoa thường chóng tàn sau đó, do thời tiết khắc nghiệt của sa mạc. Hiện Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Chile đang triển khai một kế hoạch trồng hoa nhân tạo vào tháng 8 và tháng 9 hàng năm. Chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống tưới tiêu ở nhiều khu vực khác nhau của vùng sa mạc Atacama, đặc biệt là những nơi mà người dân có thể tiếp cận dễ dàng nhất. Nếu dự án này được triển khai thì người dân địa phương có thể chiêm ngưỡng sa mạc nở hoa, một hiện tượng độc đáo thường xuyên hơn. Tưởng chừng kế hoạch sẽ nhận được nhiều đồng tình, thế nhưng thực tế lại ngược lại. Một số người dân, nhà bảo vệ môi trường và các quan chức chính phủ cho rằng sự can thiệp vào hiện tượng hoa nở trên sa mạc bằng tác động của con người sẽ đem lại những hậu quả tiêu cực. Atacama là một điểm thu hút lượng lớn khách du lịch với những khung cảnh hoang sơ và núi non hùng vĩ. Đối với người dân địa phương, sự nở hoa tự nhiên của sa mạc đã trở thành một niềm tự hào. Thưa quý vị, tại Nhật Bản, một chú rùa đã được tìm thấy khi đi lạc trên đường băng thuộc sân bay Narita của nước này. Sự việc đã khiến cho 5 chuyến bay bị hoãn lại trong 15 phút. Theo truyền thông địa phương, sau khi được phát hiện bởi một phi công, chú rùa đã được các nhân viên sân bay giải cứu khỏi đường băng đầy nguy hiểm với những chiếc máy bay thường xuyên di chuyển tại đây. Con vật có chiều dài khoảng 30cm và nặng khoảng 2kg. Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào để chú rùa này có thể đi lạc đến sân bay được. Và nhiều người suy đoán rằng nó đến từ một hồ chứa nước gần đó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.